Hoàng Anh xin chào mọi người. Hiện tại Hoàng Anh đang là giám đốc và đồng sáng lập của trung tâm luyện thi PTE Magic Hà Nội. Cơ duyên với bài thi PTE đến khi Hoàng Anh có cơ hội được sinh sống và làm việc tại Úc. Tại đây thì lần đầu Hoàng Anh đã được tiếp xúc với bài thi PTE và thật sự bị chinh phục cũng như cảm thấy ấn tượng với hình thức thi cực kỳ mới lạ của bài thi PTE. Đó là thi 100% trên máy tính và được chấm điểm bởi trí tuệ nhân tạo. Mình tin rằng đây sẽ là bài thi của kỷ nguyên 4.0. Ở Úc thì bài thi PTE đã phủ sóng gần như tuyệt đối. Tuy nhiên ở Việt Nam thì còn chưa phổ biến lắm và bài thi PTE khá là mới lạ. Chính vì vậy, vào đầu năm 2020 thì mình đã trở về Việt Nam và mở ra trung tâm luyện thi PTE đầu tiên tại Hà Nội dưới thương hiệu PTE Magic. Bài thi PTE theo Hoàng Anh nhận định sẽ là bài thi của tương lai bởi nó đã đón đầu xu thế công nghệ và đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc học và thi. Với mức độ chấp nhận ngày càng rộng rãi tại các quốc gia nói tiếng Anh như là Úc, New Zealand, Canada, Mỹ, Anh, bài thi PTE có chi phí tiết kiệm hơn cũng như là thời gian học nhanh hơn chắc chắn sẽ trở nên ngày càng phổ biến. Và một ưu điểm vượt trội của bài thi PTE chính là thời gian nhận kết quả. Với thời gian có điểm tối thiểu chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng, bài thi chắc chắn sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên có thể lên kế hoạch, nộp hồ sơ cho các kế hoạch định cư, du học và làm việc của mình một cách hiệu quả hơn. Điều PTE Magic thật sự tự hào đó là sự ứng dụng công nghệ vào một nền tảng học tập thông minh với chức năng chấm điểm tự động bằng trí tuệ nhân tạo cực kỳ chính xác, khách quan, đảm bảo cho học viên có thể theo học mọi nơi, mọi lúc. Và quan trọng hơn nữa, giống y hệt như là một người gia sư sẽ luôn luôn ở bên bạn 24/7, chỉ ra cho bạn những lỗi sai cũng như phương hướng học tập đúng đắn. PTE Magic tự tin cam kết chất lượng đầu ra với lộ trình học nhanh gọn, hiệu quả, đúng trình độ, đúng mục tiêu. Bên cạnh đó, lớp học với sĩ số nhỏ cho phép giáo viên được quan tâm và sát sao tới từng thành viên trong lớp. Hệ thống thiết bị chuẩn phòng thi giúp cho học viên có cơ hội được trải nghiệm và làm quen với phòng thi. Với một bài thi được thực hiện 100% trên máy tính như PTE thì việc học viên được trải nghiệm và được làm quen với các thiết bị ví dụ như là tai nghe, microphone hoặc là bàn phím sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bài làm của các bạn. Kỳ vọng của PTE Magic đó là mỗi học viên sẽ đạt kết quả mong muốn ngay trong lần thi đầu tiên.